Hai sợ bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobi nha. Trời, cái dạo này nó AutoChess Mobi hoài nó bị liệu rồi bạn. Nó hoài nó bị liệu rồi đó. Wow. Chà, cái bài này căng đấy. Mua gì giờ? Hai con bài, hai con người lùng. Vậy thôi mua con Turbo Witcher là hợp lý. Mua vậy là hợp lý rồi. Được. Chứ đừng có mua mấy hai con kia, hai con bay đó thôi, nó đi chung với nhau thôi, đừng mua hai con kia giống nhau, cũng đừng mua luôn, mua con này, tại vì một tiền mà giờ có đâu có cách nào chọn, không lẽ khóa lại trận hiệp nữa không, dở lắm. Mua tabu đi là hợp lý rồi, mua tabu đi chút xíu rồi mình tính sau. Chứ bây giờ mà mua hai con kia, hai con dơi, quên, hai con, một con rồng với con dơi nó căng, chà, cái này mới căng hơn. Vậy đi, cái đó đi bài vị, đáng lẽ mua sao Wrecker cũng đẹp. Đi mua sao Wrecker cũng đẹp, nhưng mà đi con này hai tiền. Không thì mua Shining Archer cũng đẹp. Thôi kệ. Giai đoạn đầu này cho bạn vậy thì kệ, muốn đi gì cũng đi. Hoặc là mua con Ace để làm gì chút xíu đi được 6 cây blend thì cũng đẹp. Thì meta này nó vậy mà bạn, bộ nào đang mạnh thì bạn biết rồi đó. Bộ nào đang mạnh thì bạn biết rồi đó. Hôm nay mình cũng làm nhiều bộ có thể khắc chế lẫn nhau rồi, thì bạn cũng có thể coi theo mấy cái bộ đó bạn chơi thì cũng được thôi. Nhưng mà chủ yếu là bài bạn phải ra hay không nữa. Ôi Lava Shaman, biết nãy mua con kia là được rồi. Mua con Ace là bây giờ là có hai cái plan là cũng được 100 máu rồi. Cũng được 100 máu rồi. Bán con Tabu đi, mua con Water Spirit về. Đó. Làm gì để chơi những con 2 tiền. Chơi những con 2 tiền để thử coi nó có mạnh hay không. Hy vọng là nó mạnh. Hy vọng thôi, biết được đâu. Mấy hiệp quái này thì bạn đi con gì bạn cũng có đánh được hết á. Đi con gì cũng đánh được mà, cho nên là cũng không phải sợ đâu. Tùy thôi bạn ơi. Úi da, con Doctor cũng khỏe dữ chứ bộ. Doctor quăng cái bình thuốc ra cũng kinh khủng đấy. Lava Shaman ghê chua. Em thấy không? Nãy mà mua được con Ace kia là lên Ace 2 rồi. Ôi mà dễ gì anh em ơi. Mua rồi dễ gì nó ra nữa. Lừa hết đó, đừng có tin. Mua rồi là nó không ra hai con này đâu. Vậy là mình bị lỗ rồi. Này à, ép cái gậy sét vô cho con này đi. Đó. Vô cho con Water Spirit. Lướt được thì lướt nha. Anh tiêu. Ồ, cái gậy sét anh tiêu cũng nè, lướt được chết con cây hay. Chết con cây khỏe nha, con cây đó thấy vậy chứ nếu mà anh tiêu được thì nó trâu lắm. Nhưng mà trước khi nó anh tiêu mình giết chết được nó thì mình khỏe rồi. Mình khỏe rồi. Ôi 1200 dam vải đái con Water Spirit lướt có một phát thôi 1200 dam. Ghê vậy ta. Kinh đấy. Kinh đấy. Nếu mà lên được 2 sao chắc ngon lắm. Mà con bài này giờ mua gì? Mua con Defector cũng đẹp. Mua con Defector để lấy 2 Shaman. Lấy 2 Shaman. Hack một con đầu trận cũng đẹp. Hack còn một con đầu trận cũng đẹp. Don't worry, I got your back. Rồi, vậy là chắc ổn rồi. Chủ yếu là cái bộ này là lấy máu 100 máu đi đoạn đầu. Không có tăng lắm. Nếu mà lên được 2 sao thì tăng, còn 1 sao không thì bạn biết rồi đó. 1 sao không thì tầm hiệp 5 tụi nó có 2 sao tụi nó bóp mũi mình được rồi. Ôi thằng này có kiếm giao dịch chuyển luôn. Chơi chí vậy bộ. Ra hẳn giao dịch chuyển luôn để gọi thú à. Ôi lướt, cái này lướt mới kinh. Lướt đẹp thật sự luôn. Lướt trúng hết đội hình đối phương mà. Không khác bây giờ nó lại vướng vô cái này thì nó hơi căng nè. Mày nè, chơi không? Giờ 3-1. 3-1 không chột cũng què con à. 3-1 không chột cũng què mà. Ngại gì đâu mà mình không thử. Trời ơi, cho bài nó không dính dáng gì tới nhau luôn á. Một cái bài không dính dáng gì tới nhau luôn rồi. Giờ muốn làm cái gì đây? Giờ muốn chơi sao? Cái bài gì á? Cho gì rồi giờ mua gì? Không thấy con nào để mua hết. Không thấy con nào bán này đi úp 6 luôn. Chơi phải chí luôn. Úp 6 luôn. Lỡ rồi bạn. Lỡ rồi. Là cùi rồi, không sợ lỡ nữa. Bây giờ lỡ rồi, chịu thôi. Ôi chứ giờ bài nó không ra vậy. À thằng này 1 sao không mà nó thua mình một con chứ. Mình level 6 rồi nha. Cho nên nó thua mình một con chứ. Nổ nè, chơi không. Con này nó sắp anh tiêu. Thôi chết rồi, nó anh tiêu được thì thua rồi.
Ờ nó anh tiêu được thì thua rồi, dở rồi bạn ơi. Đáng lẽ đừng để cho nó anh tiêu được, giết nó sớm là được rồi, nhưng mà thua rồi. Khó quá vậy ta. Mấy cây nó biến lại, nó biến quỷ thì nó đầy máu, cho nên là thua. À, ok ok. Thôi, ô dạ. Sói nè, Ugly Knight nữa nè. Còn là bài đẹp không nha. Bài này đẹp nè, nếu mà được thì đi make cũng ok. Tại vì mình thấy có ba human. À, bán con Water Spirit đi nè, mua con Ugly Knight vô lấy ba human nè nè. Cái này cho sói hoặc là cho con này đi. Cho con này đi, sói để từ từ nó biến em biết. Nó hóa sói cũng đẹp ở như vậy đi. Cái. Ok ok, bây giờ đội hình chưa lên con nào lên được 2 sao nhưng mình dày cũng ổn rồi. Nếu mà thắng được thì tốt, thắng được thì tốt, còn không thắng được thì thôi. Nhưng mà mình nghĩ là đội hình này cũng khá là trâu đó. Đúng rồi, hồi máu, ngon. Có Shaman, có Hack luôn, Hack được 2 lần luôn nha, mà thằng này nó có con 2 sao. Thằng này nó có Tutka 2 sao, cặp lặng. Sát thương chuẩn nè, trời ơi chết được con kia rồi, ngon. Win không? Đội hình nó lẻ tẻ vậy chứ cũng win nha. À, đội hình nó lẻ tẻ vậy chứ cũng win nha, không phải giỡn đâu. Fallen Witcher nè. Mà không lấy thì tiếc, mà lấy giờ để đâu đây trời. Cay vãi luôn bạn. Nó cho bài không dính dáng tới nhau luôn. Nó cho cũng cặp nè, cũng ok đấy. Mà vậy thì nó hơi quan ngại. Hơi quan ngại, mình có cái gậy xét thì mình cho con Fallen đi. Để Fallen nó biến được sớm thì có con gánh tim. Có gánh tim mà thắng giờ này là tốt nha. Tại sao mình có ba human rồi, thắng mình sẽ được cuốn sách á. À, được cuốn sách á thì nó sẽ giúp cho mình tăng cấp sớm. À, giúp cho mình tăng cấp sớm. Gồng. Ôi nếu có con này Ripper 2 sao trâu quá. Chết đi em, chết Ripper đi. Đúng vậy rồi mày nè. Ôi oh shit, hai con nó lướt trúng con Fallen của mình, xui thiệt. Ờ chết một con rồi, cái này chịu rồi. Con này nó có búp của Goblin nữa, thua rồi. Má thua con nữa, cày nữa ta. Hai thuyền trưởng hả? Vãi đái. Cái gì đây ta? Hai thuyền trưởng này giờ bạn muốn sao, làm sao đủ tiền để mua? Chắc là bán con Water Spirit đi nữa rồi. Chắc là bán Water Spirit đi để lấy mua con thuyền trưởng. Ừ, thuyền trưởng đương nhiên nếu mà lên được 2 sao thì kinh khủng đấy. À, nếu mà mua được 2 sao thì kinh khủng đấy. Ok, human thấy đẹp. Human bài ra được lắm nha. Ra thuyền nè, ra Ugly Knight nè, ra sói nè thì cũng ok. Mình nghĩ là nó có một cái gọi là hướng nghiệp nhẹ nhẹ ở đây bạn. Đó, đúng rồi, choán. Hồi máu đi Ugly Knight, hồi cho thuyền trưởng kìa. Trời chậm quá vậy. Mẹ hỏi cho thuyền trưởng là win dễ rồi. Ờ, win dễ rồi. Không, mà vẫn có sách, vẫn có sách. Shit, Ugly Knight. Ôi, cho cặp không luôn nè. Bây giờ mấy đôi thông đây? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 đôi thông. 5 đôi thông, thiếu đôi nữa tới trắng rồi bạn ơi. À, thiếu đôi nữa tới trắng rồi. Cái gì vậy? Ồ, bây giờ đội hình này đép 10 nổi không? Đội hình này đép 10 nổi không? Tại vì 10 là hiệp thứ 10 rồi, hay quái nè, mà một sao không có nhục tôi chứ. Chưa biết, để thử coi, cố gắng hết sức. Hack được một con giai đoạn đầu là đẹp. Defector nếu mà nó đầy mana lên thì nó hack được một con nữa. Ờ hay, đúng rồi. Vậy là có bộ Shaman, đép 10 cũng dễ. Tại vì hack được một con giai đoạn đầu, con nó gần như là nó không có đam. Nó gần như là không có đam. Ờ, tính ra vậy mà win được. Tính ra mà vậy mà win được. Ồ, có bộ Shaman chết đấy. À, có đá ma năng nè, đá quỳnh, đá năng lượng nè. Lấy cái đá năng lượng này làm cái gậy xét thôi. À, làm cái gậy xét thôi chứ còn cái... À, gậy xét bây giờ cho con nào? Nếu mà gậy xét bây giờ thì có thể cho con thuyền trưởng đẩy thuyền cho nó mạnh. À, đẩy thuyền cho nó mạnh giờ nó nhanh, có ma năng hơn. Ủa, con này 2 sao mới ghê nè. Ồ, con này 2 sao mới ghê nè, đẩy vô thuyền trưởng là đẹp rồi. 7 điểm kinh nghiệm. Ô 7 tiền. Này 4 là 10. Hết hiệp này cũng được. Hết hiệp này có thể lên level 7 luôn. Mới chơi lúng hả ta? Thiếu tiền. Bán con này đi lấy 1 tiền up 7 luôn, để con này vào luôn. Cũ chắc bạn ơi. Dạo này mình chơi chất chơi. Đưa con này vô thì được power nhưng mà nó lại thiếu đi một cái lượng sát thương. Tại vì mình thích thuyền trưởng á, tại sao nó có sát thương thuyền mạnh nha.
sát thương diện rộng nha, chứ đừng đùa nha. Cho nên là đưa con này vô thì có power. Power thua mẹ nó luôn rồi. Dạy rồi bạn ơi, dạy rồi. Biết vậy nãy đưa thuyền trưởng vô là được rồi. Khúc cuối suy nghĩ lại đưa con A-xe vào dở. Nếu mà đẩy hai thuyền được pha đó có thể ăn được rồi. Chết hết hàng trước là khỏe rồi. Tính lấy power cho nó trọn bộ à, lấy power cho nó trọn bộ. Nhưng mà tính ra thì nó không lại, nó không khỏe. Vậy đi, kệ nó. Ờ, cũng được luôn. Này vô thì lấy human luôn, full human. Full vàng tăng mất tiền nha. Vàng tăng của mình đây mất tiền nha, mất tiền lắm nha. Hai con 4 tiền, ba con 2 tiền. Ô quên, ba con 3 tiền. Với một con con fallen thì không phải là tăng mà là đam. 3 tiền, mất tiền nha. Đội hình này tốn tiền đó, cho nên hiệp 12 mình mới có 5 tiền thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao hiệp 12 mà mới có 5 tiền vậy? Đáng lẽ hiệp 12 người ta phải có 50 tiền. Nãy có 5 tiền thôi, vậy sao đây? Nghèo quá. Nghèo quá, nhưng mà nó lại mạnh kinh chua. Vậy thấy hai cái thuyền chưa? Hai cái thuyền đẩy vào đầu, còn hai cái hồi máu của con Agali Knight nữa nha. Mà Agali Knight hồi máu nó không phải hồi không, mà nó còn gây sát thương diện rộng nữa. Ờ, kinh đấy. Có 2 sao rồi, chắc không thèm. À, 10 tiền thôi để dành vậy. Đội hình này đang cũng được, đội hình này cũng được. Nói chung mình đâu có trượt khỏi top 3 đâu. Nãy giờ mình nằm ở trong top 2, top 3. Nói chung là cũng khá là ổn. Nói chung khá là ổn, nhưng mà bài này mà nó không lên được mấy con này 2 sao thì điên cức nè. Nè, không lên được Agali Knight 2, không lên được thuyền 2 là coi như là xong luôn á. Xong luôn, sắp tới là bước qua hiệp 15 là bắt đầu là mình thua hiệp quái là cái chắc. Ờ, thua hiệp quái là cái chắc. Đam ở đâu, tăng ở đâu mà đánh quái hiệp 15 bây giờ. Ồ, đó, bởi vậy nói rồi. Bây giờ là tool nè, thuyền tới nè. Thuyền tới cái nữa em ơi, thuyền tới giữa đội hình. Giữa đội hình, ở nữa, lại vô đây nữa. Cũng được đi, coi như cũng cũng gọi là tạm ổn đi. À, dẫn đét được, dẫn đét được. Ok, một sách SB. Ngon nha, đội hình cũng được lắm chứ bộ bạn. Thấy nó một sao vậy không chứ đừng giỡn. Trứng này xin lỗi, ấp thuyền cái. Phải ấp thuyền thôi bạn ơi. Ờ, chứ giờ sao, bây giờ mình đưa hai Saman vào nữa. À, lấy hai Saman vào nữa. Đó, lại có thêm khống chế. À, lại có thêm khống chế. À, này bộ này đi Saman thôi chứ không đi Kepland đâu. À, đi Saman để lấy khống chế thôi chứ còn Kepland thì vậy cũng được. Nhưng mà 100 máu nó không thành vấn đề. Agali Knight vẫn khỏe hơn. Nhưng mà ba human thôi. Mình lấy cái con này vô mình được đèn power. Tăng cho con thuyền trưởng nó nhiều hơn chút. Xoay, trời xoay không được cái chết mẹ rồi. Tool hay quá, mạnh ghê chua. Mạnh ghê chua. Đừng đùa, thuyền trưởng mạnh đấy. Ok. Mày nè. Sâu nè. Sâu nè. Biến nè, dám chơi hả? Ồ, khống chế đội hình của mình là trầm. Đội hình mình trầm, bây giờ khống chế hơi bị khủng luôn. Ôi, được luôn, trời ơi, được nha. Bắt đầu đội hình nó lên rồi à. Lên rồi đó. Power nè, hai Shaman nè. Rồi ba Human. À, một con Demon đó để gọi là. Demon này dở quá, không lên được 2 sao. Mà thôi, con này chút xíu mình cũng bán thôi, mình không xài Demon đâu. Hôm nay đi Demon khá là nhiều rồi, đi Fallen khá nhiều rồi. Bộ này thì có thể suy nghĩ tới khoảng 6 Human. À, 6 Human. À, hiệp 15, hiệp 15 vậy thì đẹp được, tại mình có hai con 2 sao. À, ba con 2 sao chứ còn không, nãy mà như đội hình hồi nãy giờ chơi hiệp 15 khó lắm. Ờ, nãy mà chơi hiệp 15 khó lắm, bây giờ thì dễ rồi, bây giờ thì được rồi, hơn chút rồi. Hay, hay gậy sét khỏe thật. Hai gậy sét cực kỳ khỏe luôn. À, bắt đầu tích tiền, giai đoạn mà tích tiền này lên là bắt đầu là 50 tiền một phát là đua cấp nha. 50 tiền một phát là đua cấp nha. Bây giờ thằng nào đua lại mình khi mình đi 6 human, nhưng mà bây giờ chưa. Mới có 3 human thôi. Nói trước bước không qua, nguy hiểm. Anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha. Cảm ơn mọi người. Hai thằng thu quái nha. A xe để vô thay con suốt men liền. Con suốt men thì mặc dù nó có xoay nó mạnh đó, nhưng mà nó có xoay được đâu. Vô là anh chết mẹ nó rồi thì xoay được kiểu gì đây. Tóm lại là đội hình này chưa biết đi gì, nhưng mà hướng tới đầu tiên, mục tiêu đầu tiên là phải 6 human.
mà xấu human thì mình nghĩ là mình sẽ có ba mech luôn, à ba pháp thuật luôn, à ba pháp sư luôn thì cũng ổn, cũng ổn. Lúc đó ông già trưởng rồi thì nó lại ngọt nước. Mình có tới hai cái gậy sét lận, cho nên là có đồ đi phép. Nếu mà ra phép thì mình có thể đi phép được luôn, à là mình có đồ mình không có ngại, hiểu không? À mình có đồ đi phép luôn cho nên mình không có sợ. Chết nè, vẫn có một sách nữa. Chủ yếu bây giờ nó có ra human hay không nè, nếu mà chỉ cần ra đủ 6 human thôi là cuộc đời gọi là sao, hoàng kim, thời hoàng kim đã tới. À thời hoàng kim đã tới, lúc đó thì level lên du luôn. À mỗi hiệp vậy nó, mình chỉ cần thắng một cái là mình có 8 tiền. Chưa tính tới cái tiền kia nha, 8 tiền gọi là cái trang bị nó đáng giá 8 tiền. Thuyền trưởng không mua. Có 2 sao rồi, không nên tốn tiền vô mấy cái chuyện này. Không có nên tốn tiền vô mấy chuyện này, nhưng mà có nên mua không ta? Thuyền trưởng ba nghe bệnh lắm luôn á. Dạo này mà đi kiểu như mà chơi sao như vậy, kiểu như mà chơi gọi là nó cho nó đẹp mắt á thì nguy hiểm. À chơi cho đẹp mắt thì nguy hiểm, tại vì dễ bị thọt lắm. Dễ bị thọt. Unicorn. Ủa, con nói là unicorn mà sao nó thành nó unicorn vậy? Hay nó chạy chữ lẹ quá mình không nhìn thấy ta? Chắc là nó bị không nhìn thấy á, nó bị mờ, nó bị mờ. Này thì tool này hay đấy. Ôi thuyền, cô thuyền trưởng nó tool kinh khủng nha. Thuyền tới một cái đẩy tool thì thôi, bố ai chịu cho nổi nó. Ok. Vẫn là con gánh đam nè. Bởi vậy 4 tiền 2 sao nó có khác. 4 tiền 2 sao nó có khác liền chứ, đúng không? Trời chó. Giờ không mua thì tiếc, mà giờ mua thì sao đây? Cái con Fallen Witcher này chắc mình bán quá. Chứ để đi làm gì nữa, mình cũng không biết để làm gì nữa luôn á. Cay nha. Bán không được, bây giờ bán xong rồi thế con Agali Knight vào cũng đẹp. Cũng đẹp, nhưng mà mình nghĩ là Fallen nó sẽ đam mạnh hơn. Nếu mà nó sống được tới cuối á, thì cái mỗi lần đánh của nó sẽ đam mạnh hơn con Agali Knight rất là nhiều. Trời ơi, cái thằng này nó có con Fallen 2 sao rồi, chắc thua. Chắc thua thôi, nó nhảy ra hàng sau nữa, nó có đồ nữa bạn ơi. Thua vậy, Pikachu. À, Pikachu. Ok, thua. Ghê. Mạnh quá. Trời ơi, Pikachu đây, đi đội hình gì đây? Demon. Witcher với lại né à. El Witcher, rồi lên được con 2 sao luôn. Ôi tôm Saman luôn, wow. Thay chó, thay con này. Đó là vẫn khoan. Như vậy thì nó lại bán con này đi. Thế nó mà thay vô 4 Kepler thì nó được 350 máu hả ta? 350 máu có ổn không nhờ? Hay là up cấp này luôn. Đúng rồi, để con này vào nữa lấy 350 máu. Ồ, lấy này. Lấy Warlock hay là quên. Lấy Warrior cũng được. Tại 350 máu, thì tính ra 350 máu nó lợi hơn chứ ha. Thôi chút xíu nó bỏ vào, đang gọi là sao, tính toán đầu óc giờ nó hơi chậm. Nên là nó ôi dà, được chưa, được quá bạn ơi. Được luôn rồi. Được, ôi vẫn 30 tiền, ôi đội hình mình. Cái dáng này mình làm kinh tế nó dở vậy ta. Ở dáng này làm kinh tế đúng dở luôn á. Nhưng mà cấp thì lên dù. Ôi có, được luôn. Khá luôn nha. Ok, bây giờ là bắt đầu nè. Bắt đầu tất cả mọi chuyện nè. 4 Kepler nè. Giờ lấy con này ra. Lấy không, lấy con này ra thì nó lại dở nha. Con Fallen Witcher được không ta? Hay là lấy đi phép như vậy? Như vậy cũng được. Có phép. Có phép. Như vậy thì có thêm human. Nhưng mà thiếu một con gì nhỉ? Human thiếu một con gì? Cô thợ điện. Flaming Visa. Ok. Nhưng mà chắc là mình chờ cô thợ điện thôi. Chờ cô thợ điện ra là có phép luôn. Mình sẽ lấy con kia ra ngoài luôn. Bán con này đi lấy cái gậy sét về. Ok. Ô, có cô thợ điện luôn. Được nha. Vậy là thay con Thunder Spirit ra. Có human, 6 human. Đó, đẹp chưa? Tính qua tính lại là có 6 human liền. Ok. Đó, trang bị bây giờ. Già có gãy xét thì già anh tiêu sớm lắm.
như vậy cũng ổn. Nói chung là đội hình này vừa đẹp, vừa có Mech, vừa có Human, vừa có Shaman, tuyệt vời. Thuyền tới mạnh lắm, thuyền mạnh lắm nha. Thuyền bây giờ là có từ kháng phép của đối phương từ từ bộ pháp thuật nữa, cho nên là đừng nói tới cái độ sát thương của cái thuyền. Không thua gì ông già. 4 sách nha, bây giờ là 4 sách nha bạn. Mà bây giờ có 50 tiền, ôi ôi có tôm Shaman nữa luôn. Ngon, ngon, đậm vị, được. Tôm Shaman gây đam cũng không phải dạng dừa nha bạn. Cái anh tiêu của nó gây đam kinh đó, mà nó còn có thêm khống chế là câm lặng nữa, ngon lắm. Đừng giỡn, thật ra nếu mà tính ra con tôm Shaman á, nó không khác gì con Dark Spirit là bao đâu bạn. Mà nó còn thêm cái, chủ yếu là nó rút máu không bằng thôi. Thì đúng là nó rút máu không bằng thôi, nhưng mà nó có thêm khống chế. Con này là con Dark Spirit 4 tiền à, mà có thêm câm lặng nữa à. Con Dark thì nó không có câm lặng, nhưng mà nó rút máu thì thôi vải đái. Ok à, thì cũng tùy á, cũng tùy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đội hình này thì mình sẽ xài con tôm Shaman này khỏe à, tôm Shaman này khỏe. Ồ, ồ, bạn thấy tôm Shaman rút máu kinh nha. Đừng đùa. Hay, hay. Chơi không? Chơi không bầu? À, hay ơi, tưởng gì ba cái thể loại này. Hay bây giờ mình xài sách luôn ta, hay là để sách tới level 11. Có khi nha, để sách tới level 11 chưa kịp tới level 11 là chết mẹ nó rồi. Cho nên là bây giờ xài sách lên level 10 đi à, xài sách lên level 10 sớm đi. Rồi để làm gì? Để đưa hết mấy cái gọi là tinh túy của mình vào à, mà tiết kiệm nhất có thể, phải không? Gọi là tiết kiệm nhất có thể. Đưa con Ace vào để lấy power hả? À, lấy power là đẹp. Rồi. Vậy là lên level 10 thì mình sẽ đưa thêm một con vào nữa. À không, khoan nha bạn. Để tính toán thử coi. Mình nên đi 4 Keplen hay là 4 Shaman nhỉ? Nếu mà vậy đi 4 Shaman nó khó chịu hơn nhiều chứ. Vẫn có được có một cộng 100 máu từ cái bộ Keplen. Chủ yếu là nó cộng ít máu thôi. Nhưng mà nếu tính ra đó nha, tính ra thì đi 4 Shaman nó kinh khủng hơn nhiều chứ. Mình có Defector sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần kiếm con được The Rider hả? The Rider nữa là tuyệt vời. À, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ô ô. Tuyệt vời, được luôn. Trời ơi. Một tên xoay nó đỉnh cao, hiệp thứ 24 bạn thấy chưa? Trước quái một hiệp mà xoay một phát thôi lấy tiền luôn. Trời ơi, không ngờ luôn á. Mình không ngờ là nó hiệu quả tới mức vậy luôn á. Ôi như vậy thì chấp. Như vậy thì chấp hết à, Giết hết. Ừ, giết hết luôn. Dài gồng một già trưởng một cái thì thôi. Ra đường nằm nè, assassin nè. Xin lỗi nha, ăn một phát của già thôi là đi nè. Này thì mất máu nè. Đừng nói tới cái độ mà máu mất đó nha. Ghê không? Mày thấy ghê chưa? Thằng nào đầy máu nha là còn một chấm máu. Thằng nào mất máu là chết luôn. Ghê. Già trưởng như vậy mới là già của tôi chứ. Mặc dù trưởng xong hy sinh luôn, nhưng mà vậy là được rồi bạn. Chỉ cần một lần trưởng nó đẹp mắt như vậy thôi là quá đủ. Quá đủ rồi. Cần gì nữa đâu à, cần gì nữa đâu. Tuyệt vời à, tuyệt vời. Bây giờ 42 tiền, nằm level 9 nha. Mà giờ nếu mà so về cái gọi là thể loại mà up cấp á nha. Solo á, gọi là đua nhau á, thì làm gì có thằng nào có qua có cửa qua 6 human được. Thằng nào có cửa giờ solo đua cấp nào lên level 10 trước, không có thằng nào có cửa qua mình hết. Khẳng định luôn. Khẳng định luôn đây nè. Ở đó 8 cái như vậy là 16 nha. Là 16 tiền các bạn. 8 cuốn sách đó là 16 tiền, giàu chưa? Giàu chưa? Mặc dù cầm 45 tiền đây nhưng mà trang bị là mình có 16 tiền nữa. Mạnh chưa? Mạnh liền. Nếu được thì giờ mình chỉ cần thắng một hiệp nữa thôi là mình bỏ 20 tiền ra nữa là mình lên level 10 luôn. Mà mình lên level 10 thì ôi. Lúc đó thì nó lại kinh khủng lắm. Ho lên level 10 thì kinh khủng lắm. Ờ mà lên level 10 chưa đủ 4 Shaman. Ui. Tên nào tên nấy nó ra bài xuất sắc thiệt luôn á. Ôi chịu không nổi luôn á. Chịu không nổi luôn á. Ra bài muốn lên đỉnh luôn á. Đây cái này luôn, ngon lành. Trời, 2 sao hết rồi. Đội hình này mà 2 sao hết rồi. Mặc dù không có 6 phép nha. Không có 6 phép mình vẫn chơi được.
có thằng nào có kháng phép đâu bạn, không có thằng nào kháng phép, ba phép là chơi ok rồi. Bây giờ 6 human đó để làm gì? Để mình cố gắng lên level 12. À, cố gắng lên level 12. Đây, chết mẹ ông già kẹt. Già kẹt rồi. Tại sao mình để đội hình này mình kháng assassin á? Assassin nãy nhảy qua nó không có đánh ông già sớm, nhưng mà ông già dáng này lại kẹt. Ồ, cho nên là không có đau. Nhưng mà vẫn lại lấy có 4 sách. 12 nha, 12 là 24 điểm kinh nghiệm nha. Xài hết 12 cuốn này mình bỏ ra 20 tiền nữa là thôi luôn, là lên level 10. Nhưng mà level 10 thì mình phải có The Rider để lấy 4 Shaman. Lấy được 4 Shaman rồi thì chấp. Chấp Assassin. Chấp hết, không có nói chuyện. Đụng thằng nào là giết đó luôn bạn. Lúc mà có 4 Shaman rồi á, 4 Shaman rồi thì đừng nói tới, lúc đó là trong tay mình có cái muỗng rồi. Đụng nào múc đó luôn bạn, không có nói nhiều, không có nói nhiều, làm thôi chứ không có nói. Trời, rồng nữa nè, rồng cũng được, nếu mà đội hình lấy rồng cũng đẹp, nhưng mà bây giờ mình đang có, mình nghĩ chắc không lấy rồng đâu, ra trễ quá, 27 rồi, 4 tiền, ta giờ ta 2 sao hết rồi, lấy rồng cũng được, lấy rồng có thể đi 3 rồng cũng tuyệt vời, hoặc là đi 5 rồng, nếu mà lên được hiệp... nếu mà lên được level 12 thì đi 5 rồng cũng được. À dáng này, thì có con này ở đây thấy không? Không để nó vô góc vậy là nó vô nó đánh già trước sao? Đánh già trước chết sao? Ôi, tính toán hết. Nhưng mà ông già kẹt trong đó góc đó cũng hơi ngu. Chút nữa mình phải giải tỏa ra thôi. Ha ha. Pikachu hả? Già thêm sát thương. 30% sát thương kỹ năng nha. Ông già trưởng một bây giờ gọi là normal thôi, đã gần chết rồi. Bây giờ cộng thêm 30% sát thương kỹ năng nữa thì ở đâu ra chịu nổi đây. À, đưa con này vào. Rồi bây giờ 16 cái này có thể up được level 11 thì chưa đủ, chắc là cũng gần được thôi chứ chưa được. Phải thiếu một hiệp nữa, bốn cái nữa thì mình mới đủ hết hiệp này. Hết hiệp này là level 11. Rồi. Hết level 11 xong là sao? Level 11 xong là xoay. Xoay làm gì? Xoay lấy kiếm The Rider. À, The Rider. Lúc đó là 4 Shaman. Ôi ôi, bộ này còn ung thư hơn bộ bình thường nữa. Trưởng chết cụ mày chưa nè. Ôi ôi, mạnh quá. What the fuck? Sách ở đâu dữ vậy nè? À không, 4 cuốn sách thôi. Thuyền trưởng hả? Úp cấp thôi. 11 nè, đúng không? Chơi là phải thượng đẳng. Lên level, lên level, phải lên level 11. Đó, 6 human, 4 shaman. Rồi, đội hình nó dễ quá các bạn. Còn cái bộ kia, bộ phép là nó đương nhiên là nó phải có rồi. Trong 6 human là đã có 3 phép rồi. À, đã có 3 phép rồi. Còn những bộ còn lại là vui đùa chút xíu thôi. Lên level 12 nếu mà đẹp nhất các bạn biết gì không? Nếu mà đẹp nhất là mình kiếm thêm một con gọi là Kepler nữa. 6 human, 4 Kepler, 4 Shaman, 3 phép. Trời ơi, nghe cái tên bộ nó dài, đằng đặc nhưng mà nó lại cực kỳ kinh khủng. Ôi thằng này nó có 3 sao. Đánh Shaman, mày chết mẹ mày. Này thì nè, con Fallen 3 sao. Ôi, đánh một con Shaman xong gì câm lặng luôn. Ôi, đánh Shaman xong biến thành thầy tu 3 sao. Lâu lắm mà mới thấy thầy tu 3 sao á. Nhưng mà cái này chắc không lên level 12 kịp rồi. Đội hình mình mạnh quá, tụi này nó không chịu nổi. Cái này biết sao không? Cái này bây giờ nè, ghép trưởng ma pháp luôn, 30% này cho tôm Shaman. Tôm Shaman, cái anh tiêu của nó là diện rộng mà, nãy mình nói rồi. À, nhưng bây giờ nó lại nghiệt ngã nè, không biết là ép đồ toàn là cho đồ sát thương không. À, toàn là cho đồ sát thương kỹ năng, quên sát thương vật lý không, hơi nhục. Tiền nhiều quá bạn ơi. Tiền không có xài luôn, được luôn á. Đâu có up cấp nữa đâu, cho nên là bây giờ đừng phải trông chờ vào thôi. Tại nãy giờ mình có sự giúp sức nhiều quá từ cuốn sách á. Cho nên bây giờ mình nó có vẻ như nó hơi bị dư á. Ờ nó hơi bị dư quá. Ôi trang bị kìa. Cho hết thuyền trưởng luôn, đáng lẽ hết một đống trang bị này mà cho rồng á nha. Là nãy giờ là vô địch rồi. À, vô địch luôn, lúc đó thì tụi nó nãy giờ chắc là chết mẹ nó hết. Mà chơi như vậy mất khách quá. Chơi vậy mất khách quá, không vui.
này lên được level 12 chó đâu, hiệp nào tụi nó thua cũng cả đống máu như vậy thì 12 kiểu gì. À, hiệp nào cũng 10 đâu một đống máu nè. Trưởng nè, trời ơi ông già, cái làn sóng nó chưa đi tới nè bạn, là nó ui, cái làn sóng nó chưa đi tới là bên kia nó gã gục như lúa trên đồng, ngã rạ hết xuống thì thôi xong. Chưa cái làn gọi là cái sóng trưởng của ông già nó chưa tới nữa nha, nó mới đi được nửa đường thôi, bên kia là nó chết trước luôn, kiểu như tao chết mẹ cho rồi đi, để chút nữa nó trưởng tới đâu. chết trước rồi. Ai mà đồ hình này thì tiền xài sao cho hết, khi mà đã xanh rồi thì tiền xài sao cho hết. Kepler Shaman, 4 Shaman đúng không, mình cũng có 4 Shaman à, mình cũng có 4 Shaman, yên tâm, bây giờ chơi đụng thằng nào đụng đó luôn. À thằng này, à để coi con Fallen của nó trúng con gì. Fallen của nó biến biến thành con cây ba. được. Ủa nhưng mà con sâu ba ở đâu ra vậy? Thằng này đi đội hình gì nha? Trưởng nè. Ôi con sâu con không chết. Vãi đái thiệt. Con sâu con không chết, xui nhờ. Ôi. Nguyên một cái trưởng của con đó luôn mà nó lại không mất máu, tại vì cái con sâu nó chỉ ăn được có 80% mà nó kháng 80% mà sát thương phép á, cho nên là nó dính có xíu đam thôi. Ông già trưởng không chết rồi, xui thiệt luôn á. Nhưng mà chạy đi đâu? Oa, God of Thunder đẹp nè. Lấy con nếu mà lấy con Ace ra đi. Không cần, đúng không? Thật sự là mình không cần. Con God of Thunder nó mạnh chứ. Thật ra nó mạnh được, đưa máy bay vô luôn cũng được. Trời. Nhưng mà không lên được hiệp 12, không lên được level 12 rồi bạn ơi. Trời, tụi này nó yếu quá à, tụi này nó yếu quá, đồ hình mình thì nó vượt trội quá cho nên không lên được hiệp 12 rồi. Thằng này còn một máu, sống kiểu gì giờ? Sống kiểu gì giờ bạn ơi? Tính tiền, no door. Nói khao luôn là no door. Ok, anh em đang xem lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. À, nhớ comment là bên dưới anh em sẽ được thả tim nha. Rồi tham gia nhóm bài đăng Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả anh em. Rồi nhớ để lại một like và đăng ký. À, bấm nút đăng ký thì nhớ bấm nút chuông để lúc mà mình lên video mới sẽ thông báo tới cái tài khoản của anh em nha. Rồi chào mọi người.